Xin mời chị Sởn. Chào cô, bác Sởn. Uống chút rượu đi. Cạn ly luôn. Được. Tốt. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Cô tắm trước đi. Nhanh. Không cần đâu. Đỡ tốn thời gian. Từ từ đã, đâu cần gấp gáp. Thời gian là vàng bạc mà. Nè. Ông bỏ gì trong rượu? Tôi chỉ bỏ chút thuốc vào trong ly thôi. Phong hơ cô sẽ chống cự tôi. Sao phải bỏ thuốc tôi chứ? Có vậy mà cũng hỏi. Thì tôi không muốn cô trốn ra nước ngoài. Thay vào đó, tôi muốn giao cô cho Tony. Chúng ta sẽ vui vẻ với nhau lần cuối trước khi chết nha, Sởn. Chơi tay nái rồi đó mày ha, sướng ha. Con khốn nạn này. Ông chủ. Được đó. Tụi này bán đấu giá được. Đem đi đi. Dạ. Lại lên. Đứng dậy. Lôi nó đi. Đi lên. Ê, đừng lên. Đi. Chắc là mấy vị khách nước ngoài sẽ thích lắm đó chị. Chọn khách hàng cho kỹ vào đó. Kẻ nào không đủ tiền thì miễn bàn. Cái đó là chắc chắn rồi. Chị không cần phải lo lắng gì đâu. Thank you.
Chào mừng các vị khách quý có mặt tại đây. Hôm nay chúng ta lại tiến hành đấu giá. Mức giá khởi điểm sẽ là 50.000 đô la. Mức tăng giá mỗi lần là 5.000 đô. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Quý cô đầu tiên. Ê, làm gì đó? Đi thôi. Phía trước đã xong. Bên ngoài đã xong. Nghe rõ, chờ lệnh và bắt người. Đi. Đi. Đi theo tôi. Mau trốn vào phòng đi. Không đáng mặt đàn ông. Một đám đàn ông các người xúm vào đối phó với một người phụ nữ, vậy mà cũng dùng tới súng nữa sao? Được. $50.000 lần 1, $50.000 lần 2, $55.000, $55.000 lần 1, $80.000, $80.000 lần 1, $80.000 lần 2.
chuẩn bị. Phim được dịch và lồng tiếng tại phim TV. Nó là ai? Tổng cộng mấy đứa? Một mình nó. Giữ đó. Năm mươi lăm ngàn lần một, 55.000 lần hai, và 80.000 đô la. Cả hai đứng yên, chúng tôi là cảnh sát. Ra đi mà. Trời ơi, ai cái đầu bà. Đi, mở lên. Phần lớn đối tượng đều bị khống chế. Tuy nhiên không bắt được bác Sởn, đã huy động lực lượng hỗ trợ rồi. Cảm ơn chị. Thật sự rất cảm ơn. Thì nhà cẩn thận nha. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị.
nay sẽ là ngày giỗ của mày, thằng khốn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Xem như lần này chúng ta đã giao dịch thành công. Một lần nữa cảm ơn các vị đã có mặt. Hẹn sớm gặp lại các vị. Ông chủ, cẩn thận! Sao cậu lại dừng xe? Hoành Chay, cậu bị làm sao vậy? Cậu bị bắn sao? Đi, mau đứng dậy. Chị muốn làm gì vậy? Đưa cậu đi bệnh viện chứ gì. Không kịp nữa đâu chị. Chị em mau chạy trốn trước khi tụi nó rượt tới đây. Làm sao tôi bỏ cậu được chứ? Ráng thêm chút nữa đi. Chị không bỏ rơi tôi. Hãy để tôi được trả ơn chị lần này. Vì nếu không có chị, chắc giờ tôi còn thảm hơn nhiều. Chị chạy đi. Hoành Chay, nếu như còn có kiếp sau, tôi hứa sẽ tìm chị để trả phần ơn còn lại. Hoành Chay. Hồn Chay, Hồn Chay, thank you.
phim được dịch và lồng tiếng cô à. Tại phim TV. Cô có bị làm sao không? Tôi không sao hết. Đây là quốc lộ, ngồi vậy rất nguy hiểm. Phải, phải. Cảm ơn anh nhiều. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi anh. Tới rồi thưa ông chủ. Tôi chưa mang cho cô, còn cho cô tham gia cùng. Nếu như cô lừa dối tôi, cô sẽ không yên thân. Dạ ông chủ. Tốt, phải ngoan vậy chứ. Ông chủ, 1 phút rưỡi nữa máy bay sẽ tới. Hy vọng không có ai ở đây đổi ý hết, nên nhớ chuyến đi này sẽ khó lòng quay về. Hiểu hết rồi chứ? Đi nói với tướng Di Xuyên rằng ông ấy đã có khách quý tới tìm. Được, nhưng sau khi bọn này lục soát người đã. Soát. Nè, tụi bay nghe không hiểu hả? Có biết bọn tao là ai không? Hả? Bọn tao là khách quý đó. Nè, đã nói không rồi mà. Nè, mày đang soát người tao hả? Buông ra coi. Chuyện gì vậy? Hả? À, cậu Tony, có khách quý tới sẽ không chịu báo tao một tiếng.
bắt cách tao chờ vậy hả? Mày có biết họ là ai không? Em xin lỗi. Tony, chào mừng cậu tới chỗ tôi. Trong thời gian tới chắc phải làm phiền ngài. Có cái gì đâu, cậu không cần phải ngại. Chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp mà. Đi đi, mời lên trên, mời lên trên. Được, bàn chuyện một chút. Đón tiếp họ thật tốt cho tao nha. Tao ghim mày rồi nha mày. Tiếng gì bên ngoài vậy? Hay là có chuyện gì rồi? Tao sẽ giết chết hết. Dám vào đất tao, tụi bay không muốn sống sao? Hả? Có biết tao là ai không? Tao sẽ giết chết hết. Kim Định Dịch. Chờ đó. Báo cáo về trung tâm, báo cáo về trung tâm. Một nhóm người có trang bị vũ khí đang chiến đấu với chúng tôi. Trận chiến bắt đầu rồi. Xong lên đúng không? Đội trưởng ơi, làm ơn phù hộ tụi em nghe. Lần này nhất định không được để thất bại. Đi. Ugh!
Hy vọng là sử dụng được. Chụp hình lại làm bằng chứng. Sau đó thì đặt bom tiêu hủy hết chỗ này. Được. Đã chụp đủ hình chưa? Tại sao tôi lại ở đây? Thì tôi cứu cô chứ gì nữa. Chúng ta đúng là xui tận mạng. Tên Tony thông minh hơn tôi nghĩ. Cứ như nó đã biết mọi thứ. Sao có thể như vậy được chứ? Tên khốn đó biết hết tẩy của chúng ta rồi. Nếu không phải vậy thì sao hắn bắt cô dễ dàng được? Cô đã biết được những gì? Yisunan có tình cảm với Romran. Vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất nhận nhiệm vụ xử lý Sunan. Tên Tony này thật là nham hiểm. Tôi phải đi cảnh báo cho Sunan. Khoan đã, cô định đi ra ngoài kiểu gì? Bọn chúng đứng gác đầy ở ngoài đó. Thời điểm này chỉ còn có một cách, đó là trốn đi. Không được, tôi không thể đi với cô. Cái gì nữa? Vậy tôi đành đi một mình thôi. Cô cứ theo bản đồ này mà đi, rồi cô sẽ gặp căn cứ thôi. Không xa lắm đâu. Ở đó cô sẽ được an toàn. Cô chắc là không đi với tôi chứ? Tôi chắc. Chúc cô may mắn. Tôi giúp được cô tới đây thôi. Cảm ơn cô nha. Chắc chắn là cô sẽ được tòa giảm án thôi. Tôi không liều mạng đến cỡ này chỉ để giảm án thôi đâu. Tôi nhất định không thể ngồi tù được. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Chạy nhanh lên, chạy đi.
tính chạy hả? Mày nghĩ là tao ngu tới mức độ để cho mày trà trộn vô đây giúp cho cảnh sát, sau đó thì dễ dàng chạy thoát vậy à? Mày giết tao đi, đồ xấu xa. Chịu khó diễn một vai ngoan ngoãn, chấp nhận làm đàn em của tao. Vậy mà hiểu tao ít quá. Đồ đê tiện, mày không còn là con người nữa. Mày sẽ phải chết bờ chết bụi, không có chỗ chôn cất. Ba Sởn, nói hoài không mệt hả? Tốt nhất là để tao giúp cho mày một vé. Hết đường thoát rồi nha cô bé. Đi tới căn cứ. Đi. Anh Sunan, anh muốn trốn đi đâu vậy? Bỏ súng xuống hết, không thì tao sẽ giết nó đó. Tao kêu mày rút đi. Tôi đố anh đó, mau thả chị ấy ra đi. Không tin thì mày thử coi. Được, chạy. Chết đi. Tụi bay, bên đó kìa. Bỏ súng xuống. Anh ghen hả? À không, mọt. Nể mặt thằng ghen, tôi sẽ không làm gì cậu hết. Đầu hàng đi. Thank you.
gửi cô ấy cho anh. Anh định đi đâu? Cứu cha bà. Tôi sẽ theo hỗ trợ cho anh. Cô ở đây đi. Không, tôi đi theo anh. Cô phải ở đây, cô sẽ được an toàn. Tôi không muốn bị phân tâm. Nhờ anh. Dừng bắn. Anh Mọt à, anh có sao không vậy? Em thành thật xin lỗi anh, vì em mà anh bị bắn. Không sao, chỉ bị sướt qua thôi. Còn không sao chứ? Tôi không sao đâu. Dùng cái này băng tạm đi. Đưa đây. Được. Để tôi làm cho. Thả ra cái đám xấu xa này. Thả tôi ra ngay. Thả nhanh lên. Ồn ào quá. Ông chủ, bọn chúng đang tấn công vào đây. Con Sunon, có thấy nó không? Dạ thấy. Nó đã vào bên trong này, nhưng bây giờ không biết đã ở đâu. Romran đang đi chung với nó. Bây giờ tính sao đây ông chủ? Con nhỏ này sẽ có ích cho mình. Ít ra tụi nó cũng là đồng đội. Chúng ta sắp có một trò chơi mới đây. Sunan. Lý chút đi. Chờ đã. Chúng ta cần tấn công thẳng vào trung tâm trại của bọn chúng. Chạy thì chạy chung. Nhanh lên. Tụi mày muốn gì? Chạy ba. Sunan. Thả ra. Sunan. Thả ra. Sunan. Là mày. Em có chắc chắn là tham gia với chúng tôi không? Em chắc chắn. Em phải giúp Suna mới được. Anh Suna bị bọn chúng bao vây rồi. Suna bị bao vây? Bây giờ phải làm sao đây? Nghe lệnh đây. Sang bằng trại của chúng. Dạ rõ. Thank you.
Đi. Được lắm, muốn chơi với tao chứ gì? Qua nè. Biệt danh cao thủ quả là không sai, dự đoán cái gì cũng trúng hết. Ngài quá khen. Xử tụi nó nghe đại ca. Khoan đã, chưa tới lúc thích hợp mà. Phải đùa giỡn với tụi nó một chút. Đưa nó qua đây. Chị ba, chị ba. Tấn công tao đây nè. Chỉ mày thôi thì đâu có vui. Thả nó ra. Sunan. Không được hại cô ấy. Tao đã nói với mày, đâu có dễ mà đụng vào tao. Thằng Sơn trai chính là một thí dụ điển hình. Vậy mà mày không chịu coi, xếp tụi bay là do tao giết. Mấy con chó con như tụi bay thì chỉ chờ ngày chết. Tại tao có lòng nhân từ. Ồ, không phải, mà là tao đùa giỡn với tụi bay chưa có đã. Giờ mày muốn gì? Mày làm cái gì vậy hả? Tao quên báo trước, luật chơi là như vậy. Mày làm gì người của tao thì tao sẽ làm y chang như vậy với nó. Ngài thấy có vui không? Tôi rất thích cái trò này của cậu đó, rất là sướng con mắt. Xử nó đi. Dừng lại đây mà. Suna, dừng lại. Dừng lại. Suna, đừng mà. Chết con mẹ mày nè. Tính tập mày đã không chút nghĩa. Chết. Đừng lại đây nữa mà. Suna, dừng lại đây. Dừng lại. Làm ơn đừng đánh anh ấy nữa mà. Làm ơn dừng lại đi. Tôi xin ông đừng đánh anh ấy nữa mà. Tôi xin ông. Cha ba. Cha ba. Đừng có cầu xin chúng. Bộ cô không nhớ là bọn chúng đã làm gì đội trưởng hả? Đứng lên đi. Suna. Nói nhiều. Ông tôi ra. Suna. 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 Tôi đã kêu anh trốn được rồi mà. Tại sao anh không nghe tôi? Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm vậy mà. Cô nghe tôi nói đây. Cô phải hứa nếu xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ trốn đi. Tôi sẽ ráng tìm cơ hội cho cô. Cô phải trốn đi. Cô hứa với tôi đi. Hứa với tôi đi. Suna. Không được. Không được. Em cứ chờ ở đây, đừng đi đâu hết. Thank you.
đoàn cảnh chạy thôi. Đúng đi, chạy tụi nó. Phim được diễn và đồng tiếng tại Phim TV. Gì vậy? Là chuyện gì nữa? Ông chủ, bọn chúng tấn công vô rồi. Vậy để tao xử tụi nó. Cha ba, chạy trước đi. Đại tướng, con chạy đi. Đi thôi, nhanh lên. Không. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Xử cho. Được rồi, làm đi. Cha ba, cha ba, cha ba, mở mắt ra, nghe tôi nói không? Cha ba, cha ba, cha ba. Xử ra, cha ba sao rồi? Hả? Cha ba sao rồi? Cô ấy bị bắn rồi. Yên đó. Đúng là tao đã đánh giá thấp bọn mày. Giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi. Vậy thì chưa chắc.
Là anh tự lựa chọn đó.
Nếu ngày hôm đó phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ quyết định giống như anh. Không hẹn ngày gặp lại.